Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Kinh Lương, phòng khám Dr. Laser. Sau khi điều trị sẹo, da em không đều màu, có cách nào khắc phục điều đó hay không bác sĩ? Sau khi điều trị sẹo xong, thì bạn này hỏi là có da không đều màu, thì thông thường sẽ có hai loại, có hai loại không đều màu. Loại thứ nhất là da nó sẽ có màu đỏ, đó là do vết thương vẫn chưa có lành xong. Thì chúng ta sẽ có một số loại thuốc bôi để làm sao cho cái vết thương đó nó nhanh lành nhanh hơn bình thường và nó làm hạn chế cái màu đỏ đó. Thì còn cái dạng thứ hai là cái dạng sẹo thâm là màu đen, thì chúng ta cũng có cái loại thuốc bôi thứ hai là thuốc bôi ức chế melanin, thì nó sẽ làm đều cái màu da lại. Thì do đó là sau khi điều trị sẹo xong mà da không đều màu thì chúng ta sẽ cần đến bác sĩ khám để xem lại xem đó là cái màu đó là màu gì. Nếu như là màu đỏ thì sẽ có thuốc bôi riêng, và màu đen là sẽ có thuốc bôi riêng. Đây, tôi cũng xin bổ sung thêm cái ý kiến của bác sĩ Phương ở phòng khám Dr. Laser. Thì sau khi điều trị sẹo xong là đa số 90% đều gặp cả hai trường hợp luôn, là một là trường hợp là đỏ đó, bờ lưỡi là đang lên da non hen, cắt thận kéo dài khoảng cần cả một tháng đến 1 tháng rưỡi là chuyện bình thường. Rồi sau khi mà qua cái giai đoạn đỏ rồi á, thì cái tình trạng tăng sắc tố sau viêm là bị thâm thì cũng có thể gặp hết trên khoảng được 50-70%. Thì tôi thường một là cho sử dụng những cái dưỡng ẩm nè, những cái vitamin C mà liều cao, ví dụ nồng độ từ 10-20% chẳng hạn, và kèm theo là thuốc ngừa thâm chứa những thành phần như alpha butin, azelaic với lại là acid folic, là kem melasma tôi hay sử dụng á, thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là vừa đỏ và vừa thâm, nó ngăn ngừa luôn cái tình trạng đó và sẽ sử dụng trước khi cả việc điều trị sẹo xảy ra luôn. Rồi, như vậy thì cảm ơn các bạn đã tham quan tâm câu hỏi này. Follow kênh của tôi nhé.